Lần đầu tiên kem xuất hiện là từ thời La Mã. Trong một buổi yến tiệc, hoàng đế Nero muốn có một món tráng miệng thật đặc biệt. Ông cho người lên tận đỉnh núi Apennine để lấy tuyết tươi về. Ông ướp tuyết tươi với mật ong, hoa quả và đem đãi khách. Tất cả mọi người đều thích món đặc biệt này vì nó vừa thơm ngon lại vừa mát lạnh. Chắc hoàng đế La Mã chẳng thể biết được món kem do ông sáng chế giờ đây lại được yêu thích và phổ biến trên khắp thế giới. Kem không chỉ ngon mà còn mang lại rất nhiều lợi ích đây nhé. Kem khiến cho chúng ta khỏe mạnh hơn bởi các dưỡng chất trong kem, nhất là sữa. Kem trái cây chứa các vitamin A, D, C giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể và giúp da đẹp hơn. Kem mát lạnh xua tan đi nóng bức mệt mỏi, giúp chúng ta vui vẻ, hưng phấn hơn. Nhưng các bạn đừng ăn kem nhiều quá nhé. Ăn kem nhiều khiến răng chúng ta bị e buốt và yếu đi. Ăn kem liên tục làm cho họng bị lạnh, dễ bị viêm họng và cảm lạnh nữa.